người vợ cuối cùng đã nỗ lực phục dựng văn hóa Việt như thế nào. Người vợ cuối cùng là tác phẩm điện ảnh mới nhất của Victor Vũ, thuộc thể loại tâm lý tình cảm. Đây cũng là lần thứ hai nam đạo diễn khai thác thể loại cổ trang sau 10 năm kể từ Thiên Mệnh Anh Hùng. Sau những ngày đầu tiên ra rạp, Người vợ cuối cùng không chỉ mang đến một câu chuyện tình cảm đầy cảm xúc mà còn thu hút sự chú ý của khán giả bởi sự nỗ lực phục dựng bối cảnh thời phong kiến. Những khung hình nịnh mắt và chỉnh chu đúng chất Victor Vũ đã cho thấy ekip Người vợ cuối cùng có một cách tiếp cận đầy cẩn trọng để đảm bảo rằng bộ phim sẽ mang đậm nét văn hóa Việt cho khán giả. Được biết, Victor Vũ và ekip đã tham khảo rất nhiều nguồn tài liệu, trong đó có kỹ thuật của người An Nam để nghiên cứu cảnh sinh hoạt, lao động hàng ngày của người Việt xưa. Phần nhìn được phục dựng công phu này được thể hiện rõ ở một số cảnh quay giàu tính văn hóa như là cảnh đám cưới, ngày nhà quan làm cỗ dỗ, phiên chợ huyện và cách sinh hoạt văn nghệ múa nước rối. Vào ngày mà Linh lên xe hoa về nhà quan, đám cưới được diễn ra linh đình dưới sự theo dõi của đông đảo bà con làng Cua Ngợp. Điều kỳ lạ là chú rể không hề xuất hiện, mà thay vào đó là một bà thầy đang hát chầu văn để xua tan tà ma. Đây là một sáng tạo mang tính châm biếm của ekip Người vợ cuối cùng, bởi lẽ không ai dùng loại hình nghệ thuật này để trừ tà, lại còn trong khuôn khổ là một lễ cưới. Victor Vũ từng chia sẻ, xung quanh ekip luôn có đội ngũ tư vấn để giúp xây dựng một thế giới gần gũi nhất với thời đại mà bộ phim đang diễn ra. Trong phủ quan, tất cả các đồ đạc làm từ gốm sứ như chén, dĩa, bình hoa đều được đặt làm riêng và vẽ tay tỉ mỉ, mô phỏng theo hoa văn của thời nhà Nguyễn. Ngoài tông màu nâu được sử dụng phổ biến tại những bộ phim cổ trang, giám đốc mỹ thuật Người vợ cuối cùng còn khéo léo kết hợp với các màu sắc tươi trẻ khác như là xanh, đỏ, vàng vào các chi tiết nhỏ trên rèm cửa, nội thất để tạo nên sự đồng cảm và kết nối với người xem hiện đại. Cảnh đám giỗ là một phần đoạn mang đến bước ngoặt quan trọng trong nội dung phim vì được Victor Vũ chăm chút vô cùng kỹ lưỡng. Cách sắp xếp mâm trên chiếu dưới đến những câu bông đùa về vai trò của người vợ, có thể thấy đây không chỉ là khung cảnh phản ánh văn hóa đời sống sinh hoạt của người xưa mà còn ẩn ý về sự bất công đối với thân phận phụ nữ tam tòng tứ đức. Phiên chợ huyện, nơi Linh tình cờ gặp lại Nhân và tình yêu của họ được đánh thức, cũng là một trong những bối cảnh được đội ngũ sản xuất Người vợ cuối cùng chú tâm xây dựng. Victor Vũ cho biết, khi nghiên cứu các hình ảnh tư liệu, anh nhận ra người xưa rất thường xuyên đội nón. Chính vì thế, ekip Người vợ cuối cùng đã chuẩn bị rất nhiều các loại nón khác nhau cho các diễn viên. Tất cả đều được làm thủ công với những vết xước, vết ố màu để trông thật tự nhiên. Với sự tham gia của hơn 200 diễn viên quần chúng, Victor Vũ đã đưa người xem trở về thời quá khứ và trải nghiệm những buổi họp chợ tấp nập bình dị. Ngoài ra, để tạo nên những thước phim đậm chất Bắc Bộ cổ xưa, đoàn phim Người vợ cuối cùng đã sử dụng nhiều bối cảnh nổi tiếng như Hồ Ba Bể ở Bắc Cạn, Đình Vân hay là Đình So, ngôi làng cổ đẹp nhất Việt Nam được xây dựng từ năm 1673. Phần hình ảnh của các nhân vật cũng khá ấn tượng. Phục sức của ba bà vợ nhà quan tri huyện đều phản ánh đúng tinh thần sáng tạo trong khuôn khổ của Victor Vũ. Kết hợp áo ngoài ngũ thân tay thụng, ngũ thân tay chẽn, kiền cổ, trăm cài tóc cho đến nhiều kiểu tóc khác nhau. Áo của quan huyện có những hình thêu cầu kỳ trong khung vuông nằm giữa ngực. Người thuộc tầng lớp thường dân như Nhân lại mặc quần áo mang chất liệu vải thô, hơi nhăn, màu nâu hoặc xám nhưng bạc màu, cũ kỹ. Cái hay của Người vợ cuối cùng là không khẳng định bộ phim hoàn toàn sát sử hoặc thuần túy miền Bắc mà nỗ lực tôn vinh nét đẹp văn hóa của cả ba miền Bắc Trung Nam. Cộng hưởng với những yếu tố sáng tạo và phóng tác cho phù hợp với hơi thở hiện đại, phim đem lại cho khán giả một trải nghiệm vừa thẩm mỹ, vừa điện ảnh lại vừa rất Việt Nam. Có thể nhận xét rằng, bộ phim đậm chất Việt Nam nhất năm 2023 lại đến từ một đạo diễn đã sinh sống từ nhỏ tại nước ngoài. Qua đó có thể một phần hiểu được sự trân trọng về cội nguồn của Victor Vũ và sự tinh tế quan sát tỉ mỉ của anh đối với văn hóa truyền thống của đất nước. Sự hòa hợp giữa bối cảnh, tạo hình nhân vật, trang phục và câu chuyện đã tạo nên một bộ phim cổ trang Việt Nam đã rất lâu chưa được làm chỉnh chu trên màn ảnh rộng, mang đến cho khán giả một trải nghiệm mới mẻ và nhiều cảm xúc. Hãy cùng theo dõi Trạm Phim Review và Trạm Giải Trí để cập nhật những thông tin review phim mới nhất nhé!